lộ trình của huấn luyện viên Kim Sang-sik bắt đầu từ đâu? Huấn luyện viên Kim Sang-sik bắt đầu bước vào tuần trăng mật với bóng đá Việt Nam mà bên cạnh niềm tin của VFF. Dĩ nhiên vẫn còn ít nhiều sự hoài nghi của giới chuyên môn và cả những cổ động viên khó tính. Và điều mà tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam cùng với ekip của mình cần làm là nhanh chóng xóa tan sự nghi ngại đó. Những cái khó của tân huấn luyện viên trưởng. Công việc quan trọng đầu tiên của huấn luyện viên Kim Sang-sik chính là dự khán các trận đấu nóng tại V-League 2023-2024. Nói nóng là bởi Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, đã chủ động gạch chân những trận mà dư luận chú ý nhất để ông Kim có cơ hội tận mắt chứng kiến. Không rõ thầy Kim có cảm xúc thế nào khi theo dõi màn trình diễn được đánh giá là đỉnh cao của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại giữa đội Nam Định và Bình Dương. Nhưng rất tiếc, tâm điểm của trận đấu lại là sự tỏa sáng của các chân sút ngoại như Rafaelen hay là Henrio. Có chăng chỉ một chút lóe sáng của Văn Toàn và cầu thủ trẻ Bùi Vĩ Hào. Chứ những cái tên được kỳ vọng như Tiến Linh hay Ngọc Hải lại không gây nhiều ấn tượng. Huấn luyện viên Kim Sang-sik dự khán trận đội Hà Nội gặp Thể Công Viettel vào tối 9. Năm nhìn chung khi V-League không có được phong độ cao, vị trí độc tôn của đội Nam Định với sự vượt trội của các chân sút ngoại khiến cho cuộc đua vô địch V-League mất đi ít nhiều tính cạnh tranh và hấp dẫn. Những đội bóng có nhiều tuyển thủ như Thể Công Viettel, Hà Nội lại lận đận ở giữa và cuối bảng xếp hạng. Đội bóng được kỳ vọng nhiều như Công an Hà Nội cũng đang có dấu hiệu xuống phong độ. V-League vẫn đang quá phụ thuộc vào các tiền đạo ngoại khi mà top 6 danh sách ghi bàn vẫn là các chân sút ngoại. Cầu thủ nội ghi bàn xuất sắc nhất là Quang Hải có được 7 bàn. Tiến Linh, Tuấn Hải 5 bàn, còn khoảng cách quá xa với Rafaelen 19 bàn. Khó khăn tiếp theo của huấn luyện viên Kim Sang-sik lại chính là sự vụ liên quan đến các cầu thủ Hà Tĩnh. Việc các cầu thủ đang thi đấu tại V-League bị bắt giữ hình sự để điều tra liên quan sử dụng ma túy. Cho dù VFF không thông báo nhưng ông Kim cũng có đủ kênh để nắm bắt và hiểu thêm về một phần thực trạng của đời sống bóng đá Việt. Chờ đợi đội tuyển lột xác và khởi sắc. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội Philippines tại vòng loại thứ 2 World Cup vào ngày 6 trên sân Mỹ Đình và theo kế hoạch, ông Kim cùng các học trò mới sẽ tập trung vào ngày 1 tháng 6, còn V-League sẽ tạm dừng vào ngày 31. 5. Quỹ thời gian chuẩn bị cho màn ra mắt của ông Kim và các cộng sự là cực ngắn. Khán giả Việt Nam không còn quá nhiều hy vọng, nếu không muốn nói là đã hết hy vọng, về khả năng đi tiếp của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026. Nhưng dĩ nhiên không ai muốn thấy đội nhà khi có tân huấn luyện viên mà lại thua. Trận đấu vào ngày 6 tháng 6 chúng ta cần thắng và chờ đợi những phép màu khác. Có phần may mắn khi sức mạnh của đối thủ đã phần nào được nhận diện sau trận đấu lượt đi, Việt Nam thắng ở sân khách. Đó là một Philippines trong giai đoạn chuyển giao và chưa có những điểm nhận diện ấn tượng. VFF và huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia tay nhau. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với VFF. Tháng 12 năm 2022, với nhiệm vụ chuyên trách huấn luyện các đội tuyển quốc gia từ U18 đến U20. Trong quá trình công tác, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dẫn dắt đội tuyển U20 Việt Nam tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2023, đồng thời được tín nhiệm trao quyền dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023, ASEAN 19 và gần đây nhất là vòng chung kết U23 châu Á 2024. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn được đánh giá đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khi cùng đội tuyển U23 Việt Nam giành ngôi vô địch tại giải U23 Đông Nam Á 2023 và lọt vào tứ kết tại vòng chung kết U23 châu Á 2024. VFF ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đối với công tác xây dựng và phát triển các đội tuyển trẻ quốc gia trong thời gian qua cũng như trong các giai đoạn trước đây. VFF chia sẻ và tôn trọng nguyện vọng cá nhân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn về việc thôi đảm nhiệm công tác huấn luyện các đội tuyển trẻ quốc gia. Đồng thời hy vọng sẽ tiếp tục có được sự hợp tác với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vào một thời điểm phù hợp khác trong tương lai. Dấu ấn chiến thuật, phong cách, lối chơi mà huấn luyện viên Kim Sang-sik áp dụng cho đội tuyển Việt Nam sẽ được quan tâm đặc biệt. Nhiều người đã hình dung về một thứ bóng đá hiệu quả và thực dụng của các huấn luyện viên Hàn Quốc giống như triều đại của thầy Park. Nhưng vẫn hy vọng có được sự tươi mới, sự sáng tạo và có thể cả sự khoáng đạt của huấn luyện viên Gong Oh-Kwin.
Hoàng Đức, phải thi đấu tốt trong ngày ông Kim dự khán trong danh sách ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam lần này. Những trợ lý thân tín của thầy Kim cũng đã khác. Hôm qua, VFF đã ký hợp đồng với trợ lý người Hàn Quốc Choi Woon-kun, 43 tuổi, từng khoác áo đội tuyển U23 Hàn Quốc lọt vào tứ kết Olympic Athens 2004. Và so về độ tuổi, thế hệ của tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam trẻ trung hơn so với cặp bài trùng Park Hang-seo, Lee Jang-jin thuở nào. Điều người hâm mộ hy vọng là những vấn đề tồn động của nhiệm kỳ huấn luyện viên Chu Xi sẽ được cải thiện. Đội tuyển Việt Nam sẽ chơi một thứ bóng đá chủ động hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn. Vẫn sẽ có ý thức kỷ luật, tổ chức chiến thuật chặt chẽ của người Hàn nhưng cũng sẽ có những cập nhật mới trong cách triển khai, vận hành lối chơi. Những chi tiết nhỏ, những mảnh ghép vụn của thời kỳ trước sẽ được vá và hoàn thiện. Hy vọng trong khoảng 20 ngày sắp tới, ekip ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục có những kế hoạch hiệu quả để làm quen, tiếp xúc, cảm nhận về các tuyển thủ một cách chân thực, gần gũi nhất qua V-League. Và cũng hy vọng V-League trong giai đoạn sắp tới sẽ bước vào guồng quay chuẩn với chất lượng chuyên môn cao hơn. Các cầu thủ cũng sẽ có những màn trình diễn ấn tượng hơn để ghi điểm với huấn luyện viên Kim Sang-sik và cũng đồng thời mở ra cơ hội cho chính mình trong một thời đại mới của bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Mai Đức Chung quay trở lại đội tuyển nữ Việt Nam. Ngày 9 tháng 5, VFF và huấn luyện viên Mai Đức Chung đã ký hợp đồng có thời hạn từ 9/5/2024, ngày 31 tháng 12 năm 2025. Ông Chung sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam và được giao nhiệm vụ trong năm 2025, gồm giải vô địch Đông Nam Á, SEA Games 33, vòng loại ASEAN Cup nữ. Nhật Duy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.